Kính thưa quý vị, nhà chủ tịch xã bị ném mìn tại Quảng Bình, tin từ Quảng Bình. Nhà một ông chủ tịch xã ở tỉnh Quảng Bình bị ném mìn hồi cuối tuần vừa qua nhưng không có ai thiệt mạng. Theo tin một số báo, tư gia của ông Nguyễn Văn Sĩ, chủ tịch xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã bị ném một quả mìn vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2013. Quả mìn nổ chỉ ở gần hàng rào lối đi vào nhà của ông này khi mọi người đang ngủ. Ông Sĩ nghe nổ lớn liền chạy ra ngoài và thấy một khoảng sân vườn bị xới tung. Nếu hung thủ cố ý giết người, quả mìn không ở xa như vậy. Ngay sau đó, công an huyện Quảng Ninh đến nơi, dựa vào sự phân tích, sàng lọc các vụ việc tại địa phương thì xác định Mai Xuân Quyết là đối tượng có nhiều điểm nghi vấn. Báo Người đưa tin nói rằng, bước đầu Quyết đã khai nhận do gia đình Quyết có tranh chấp một con trâu với hàng xóm phải nhờ đến chính quyền xã Trường Sơn giải quyết nhưng không thành. Tại vụ việc tranh chấp sau đó phải đưa ra tòa án xét xử. Kết quả, gia đình Quyết bị thua kiện, mất trâu nên sinh lòng căm giận. Hắn đã ra tay ném mìn để trả thù cho bỏ ghét. Hiện ông Quyết, 38 tuổi, đã bị bắt giam để điều tra tiếp.